Thưa quý thính giả, trong kỳ phát thanh trước, chúng tôi đã trình bày về sự hình thành và phát triển bước đầu của nền tân nhạc Việt Nam trong thập niên 1930, đồng thời giới thiệu một số tình khúc tiêu biểu. Tuần này, xin mời quý vị cùng bước vào thập niên 1940. Có thể nói, vừa mới hình thành và bắt đầu phát triển, nền tân nhạc của Việt Nam đã có một sự chuyển hướng quan trọng từ nhạc tình lãng mạn sang nhạc thanh niên hùng tráng. Nguyên nhân là sau khi đề nghị thế chiến bùng nổ ở Âu Châu và Pháp bị đại bại trước quân Đức, cũng như đứng trước viễn ảnh quân Nhật sẽ xâm chiếm Đông Dương, chính phủ Pháp đã đề ra phong trào phục hưng với đối tượng chính là thanh niên, vốn được xem là giường cột của đất nước. Hai chữ đất nước ở đây có nghĩa là mẫu quốc Pháp. Tại Việt Nam, để thúc đẩy cho các hoạt động thanh niên, người Pháp đã chủ trương hoặc cho phép các phong trào thể thao huấn luyện thân thể cường tráng, phong trào hướng đạo đào luyện tinh thần thượng võ, hội truyền bá quốc ngữ, hội ánh sáng do nhóm tự lực văn đoàn chủ xướng, v.v. Trong các sinh hoạt này, ca nhạc là nòng cốt. Thế nhưng, trong khi người Pháp cố gắng phổ biến những bài ca Pháp như Suy tôn thống chế Pétain, tức Maréchal nous voilà, hoặc Tuổi xanh tươi đẹp, tức Belle jeunesse, thì thanh thiếu niên Việt Nam lại chỉ ưa thích những bài hát Việt như Nhà Việt Nam, Trên sông Bạch Đằng, Tiếng gọi sinh viên, v.v. Thành thử hai chữ mẫu quốc trong phong trào phục hưng do người Pháp đề xướng đã trở thành hai chữ tổ quốc trong lòng thanh thiếu niên Việt Nam. Hai lực lượng chính trong việc sáng tác các ca khúc hùng tráng, vui tươi là nhóm Đồng Vọng của Hoàng Quý, tác giả bản Trên sông Bạch Đằng, và Tổng hội sinh viên của Lưu Hữu Phước, tác giả bản Tiếng gọi thanh niên, ca khúc mà sau này được sử dụng làm quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa. Nhóm Đồng Vọng, tức nhóm Hải Phòng trước đây, gồm hai anh em Hoàng Quý, Hoàng Phú, Lê Thương, Văn Cao, chú trọng tới các sinh hoạt hướng đạo bởi chính bản thân Hoàng Quý cũng như đa số các thành viên trong nhóm đều là các trưởng hướng đạo. Vì thế, tinh thần các ca khúc của ông luôn luôn vui tươi, lành mạnh. Tuy nhiên, đó chỉ là chủ trương sáng tác chứ không phải giới hạn khả năng của Hoàng Quý. Bởi vì, trước khi mất sớm vào năm 1946, ông cũng đã để lại cho đời hai bản nhạc tình, Cô Láng Giềng và Tú Uyên. Bản Tú Uyên sáng tác khi ông sắp qua đời, nay đã bị thất truyền, trong khi Cô Láng Giềng thì trở thành ca khúc về tình yêu được ưa chuộng bậc nhất thời đó. Điều đáng nói là kể cả khi viết nhạc tình, Hoàng Quý vẫn duy trì được sự trong sáng, lành mạnh, khác hẳn với tính cách ủy mị, buồn sầu, đau khổ trong đa số nhạc tình đương thời. Ngay từ tựa đề, bản Cô Láng Giềng đã cho thấy đây là một mối tình chân chất, dung dị. Là hàng xóm láng giềng, biết nhau từ tuổi còn bé thơ, lớn lên yêu nhau, thì mối tình ấy không sôi nổi mà chân thật, không cay đắng ngọt bùi mà êm ả hồn nhiên, như đôi bướm cùng sinh ra và lớn lên trong vườn tình. Ngày chàng ra đi, hai người cùng đứng bên bờ tường vi giữa thanh thiên bạch nhật mà ước thề, thì có lẽ mối tình của họ còn trong trắng. Ngày chàng trở về, hoa tường vi vẫn nở thắm, có khác chăng là có tiếng pháo hồng tiễn đưa ai đó đi lấy chồng. Khi biết ai đó chính là cô láng giềng của mình năm xưa, Hoàng Quý, buồn thì có buồn thật, nhưng không bi lụy, sầu khổ, không oán trách, không hận tình. Dĩ nhiên, cũng giống như trong bất cứ chuyện tình bất thành nào khác, chàng đã quay gót ra đi, nhưng Hoàng Quý không thề nguyện một đi không trở lại, mà chỉ cho biết còn lâu, lâu lắm chàng mới về. Trời xuân bao tươi thắm, dừng gót phiêu linh về thăm nhà. Chân bước trên đường đầy hoa đào rơi, tôi đã hình dung nét ai đang cười. Tôi mơ trời xuân đôi môi thắm, đôi mắt nhung đèn màu hạt huyền. Làn tóc mây chiều cùng gió ngàn dâng sóng, sao xưa nỗi niềm yêu. Cô láng giềng ơi, không biết cô còn nhớ đến tôi.
giây phút êm đêm ngày xưa kia khi còn ngây thơ. Cô láng giềng ơi, tuy cách xa phương trời tôi không hề quên bóng ai bên bờ đường quê, đôi mắt đăm đăm chờ tôi về. Năm xưa khi tôi bước chân ra đi, đôi ta cùng đứng bên hàng tường vi. Em nói rằng em sẽ chờ đợi tôi, đừng nói đến phân đi. Cô láng giềng ơi, nay bóng hoa bên thềm đã chân bước vui bên bờ đường quê. Em có hay chăng giờ tôi về? Đành lòng nay tôi bước chân ra đi, giơ tay buồn hái bông hồng tường vi. Khi chút tình em nói chờ đợi tôi, đừng nói đến phân ly. Cô láng giềng ơi, dần miền quê, ai biết cho bao giờ tôi về. Chân bước xa xa dần miền quê, ai biết cho bao giờ. Nhạc sĩ thứ hai trong nhóm Đồng Vọng sáng tác những bản nhạc tình hiếm hoi trong giai đoạn này là Lê Thương, người anh cả của nhóm, tính theo cả tuổi tác lẫn hoạt động cho tân nhạc. Giới thượng ngoạn sau này mỗi khi nhắc tới Lê Thương là nhớ ngay tới ba bản Hòn Vọng Phu Bất Hủ. Và nếu đi xa hơn, người ta sẽ nhắc tới những ca khúc dành cho thiếu nhi như Tuổi Thơ, Thằng Cuội, Ông Ninh Ông Nang, hoặc những ca khúc dân gian như Người Chơi Độc Huyền, Bà Tư Bán Hàng, Hoa Thủy Tiên, Nàng Hà Tiên, hoặc Nhạc Cảnh Trên Sông Dương Tử. Thế nhưng, chỗ đứng và sự nghiệp của Lê Thương trong nền tân nhạc Việt Nam không chỉ có ngàn ấy, mà theo những nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ nhất, ông còn là một trong những nhạc sĩ hàng đầu của nền nhạc tình Việt Nam trong buổi sơ khai, cùng thời với Dương Tiểu Tước, Thẩm Oánh, Văn Trung, Doãn Mẫn, tức là trước cả Văn Cao. Lê Thương đã từng đi tu nhà dòng và sau đó trở thành một nhà giáo. Nhưng cứ theo lời Phạm Duy, ông lại là người soạn nhạc có nhiều tâm hồn thi sĩ nhất trong số các nhạc sĩ tiền phong của nền tân nhạc. Lời ca của Lê Thương, từ các bản Đàn Xuân, Tiếng Đàn Đêm Khuya, cho tới Một Ngày Xanh, Thu Trên Đảo Kinh Châu, luôn luôn là những lời thơ tuyệt vời, mới mẻ mà không trần trụi, thi vị mà không sáo ngữ. Chẳng hạn ca khúc đầu tay bản Đàn Xuân mà Phạm Duy đã khẳng định sẽ có ảnh hưởng sâu đậm tới hai ca khúc Buồn Tàn Thu của Văn Cao và Chinh Phụ Ca của chính ông sau này. Ngồi xe chỉ hồng, hỏi ai hiểu không? Tiếng oanh muốn nhắn lời hay những tiếng ngân, như chiếc bóng người chưa dám nhắc chân. Chờ tin thơ, chim hoàng anh đưa, còn bay trong áng sương mờ. Đàn xuân tuổi lòng, đầy
dám nhấc chân. Chờ tình tư im hoàng ngoanh đưa, còn xa bay trong áng sương mờ. Hoặc như trong bản Một Ngày Xanh: từ nay sông vắng im lìm lời ca, đời xanh em ngắn như ngàn đời hoa. Có lẽ vì mang tâm hồn thi sĩ dạt dào như thế, Lê Thương đã là một trong những nhạc sĩ đi tân phong trong việc phổ nhạc những bài thơ trong phong trào thơ mới. Tất cả những bài thơ được Lê Thương phổ thành ca khúc, như Lời Ký Nữ thơ Xuân Diệu, Bông Hoa Rừng thơ Thế Lữ, Tiếng Thủy Dương thơ Huy Cận, Tiếng Thu thơ Lưu Trọng Lư, đều được đánh giá có giá trị về nhạc rất cao. Tuy nhiên, vào thời gian tân nhạc chưa được phổ biến mạnh mẽ, sáng tác của Lê Thương, phổ thơ cũng như soạn cả nhạc lẫn lời, đã không được nhiều người biết đến. Mãi tới sau này, khi Lê Thương đã nổi tiếng với ba bản Hòn Vọng Phu Bất Hủ cuối thập niên 1950, đầu thập niên 1960, giới nghe nhạc tại miền Nam mới tái khám phá ra bản Tiếng Thu do ông phổ từ thơ Lưu Trọng Lư và bỗng nhận ra giá trị để đời của một tác phẩm đã có từ gần 20 năm về trước. Như chúng tôi đã trình bày trong kỳ trước, về hình thức, mọi ca khúc của nền tân nhạc Việt Nam buổi sơ khai là một sự dung hòa giữa hệ thống ngũ cung của nhạc dân tộc và hệ thống thất cung của nhạc Tây Phương. Hai chữ dung hòa ấy, nghe qua thì ngắn gọn, nhưng đem thực hiện lại là một quá trình thử thách cam go. Nhưng Lê Thương đã vượt qua thử thách ấy một cách tài tình, và ông còn đi xa hơn nữa khi sử dụng một âm giai trong nhạc Nhật Bản gồm các nốt nhạc Re Mi Fa La và Si Giảm để soạn bài Thu Trên Đảo Kinh Châu. Ngày ấy và cả sau này, một số người cho rằng khi sáng tác bản này, Lê Thương đã bị ảnh hưởng, hay nói trắng ra là đã bắt chước âm điệu của một bản nhạc nào đó của quần đảo Phù Tang. Địa danh đảo Kinh Châu lại phảng phất âm hưởng Đông Kinh, tức thủ đô Tokyo của Nhật Bản, càng có sức hỗ trợ cho lập luận này. Nhưng trên thực tế, khi Lê Thương sáng tác bản nhạc này, quân đội Thiên Hoàng chưa đặt chân lên Đông Dương, thì không thể nói rằng ông đã bị ảnh hưởng hoặc bắt chước âm điệu của một bản nhạc Nhật. Theo sự giải thích của Phạm Duy, rất có thể vì đề tài là mùa thu trên một hòn đảo có tên là Kinh Châu, gần gũi với cái tên Đông Kinh, thủ đô Nhật Bản, cho nên Lê Thương đã mạnh dạn sử dụng một âm giai trong nhạc Nhật, từ đó vô tình gây ra sự nghi ngờ nơi một số người kém hiểu biết. Thêm một chi tiết thú vị nữa, đó là trong công cuộc nghiên cứu mới đây về hát quan họ của miền Bắc, người ta đã khám phá ra rằng bài Thu Trên Đảo Kinh Châu đã được đưa vào thể loại hát quan họ của miền Kinh Bắc ngay từ thập niên 1940.
đàn chim bay thiết tha trên núi cao miền xa, mang theo những nỗi buồn mộng mơ, nguồn tham sầu đã qua. Khi ta đi, liễu đang còn xanh lá, trong đám cây oanh hót vài lời ca để trong đám hoa. Ngày nay cũng đâm thâu hoa áo cô vì đâu, chim oanh nhạc tiếng một vài câu để thương đời cũng thâu. Sông Kinh Châu có con buồm trắng, gió thu mang người biệt ly vào cành sầu đó trắng. Hồn thu theo gió đến ngọn núi chót cao cạnh mây, gió đưa hồn thu xuống đây, bao lá rơi để gió thu cuốn đi. Chúng tôi cũng đã trình bày trong tuần trước, theo các nhà chuyên môn trong lĩnh vực tân nhạc, thì điển hình tuyệt vời nhất trong việc dung hòa giữa hệ thống ngũ cung của nhạc dân tộc và hệ thống thất cung của nhạc Tây Phương chính là trường ca Hòn Vọng Phu của Lê Thương. Mà bài thứ hai trong bản trường ca này, tựa đề Ai Xuôi Vạn Lý, nói về người vợ ôm con chờ chồng, chính là một tình khúc tuyệt vời. Bởi vì tình yêu đâu chỉ là tình thơ mộng của đôi trai gái mới lớn, đâu chỉ là tình say đắm của cặp tình nhân sôi nổi, mà còn là tình thắm thiết của vợ chồng đã chia sẻ bao mặn nồng, đã trao nhau từng hơi thở, đã kết tinh những hình hài. Có thể nói, người vọng phu là hình ảnh đẹp nhất, cao quý nhất của tình yêu đã thăng hoa trong huyền thoại Việt Nam, mà trong trường hợp này đã trở thành bất tử qua dòng nhạc và lời hát của Lê Thương. Chỉ có điều đáng buồn là trong khi trường ca Hòn Vọng Phu trở thành bất tử với thời gian, thì pho tượng Hòn Vọng Phu lại bị bàn tay con người phá hủy. Càng đáng buồn hơn khi việc ấy lại xảy ra trước khi Lê Thương qua đời. Khi hay tin những người phá núi lấy đá nung vôi làm vật liệu xây dựng đã phá hủy luôn cả pho tượng Hòn Vọng Phu, ông thở dài, được bao nhiêu lợi mà người ta nỡ làm như vậy. Cho nên, với cả ba thế hệ đã từng rung cảm trước bản Ai Xuôi Vạn Lý, từ nay, hình ảnh Hòn Vọng Phu chỉ còn trong trí tưởng, trong huyền thoại. Lại nhớ đến tình xưa, hỡi khi tương
hình hài, người bế con nước chảy tràn hoa.